bữa trước tuần anh Phương Anh không học nên trừ hôm nay sẽ tiếp tục ôn lại cái bảng chữ cái, à, không phải bảng chữ cái mà là bảng phiên quốc tế, cho Phương Anh. Phương Anh đã từng học cái này chưa? Em từ lúc em chỉ có học tiếng Anh ở ở trường ngày xưa đi học trường thôi, còn em chưa đi học một khóa học tiếng Anh nào cả. Thì cũng giống như bữa bữa trước á, là chị cũng có chia sẻ với chị My với lại Phương Anh rồi, với lại Hương rồi á, thì giống như là chị cũng review lại cái quá trình học của chị. Thì từ trước tới giờ á, thì chị thấy là có hai cái phương pháp nổi trội đối với chị, là nó khiến cho giống như là nó là một cái bước ngoặt á, giúp cho chị thay đổi cái khả năng ngoại ngữ của mình rất là nhiều. Đầu tiên á, đó là cái phương pháp mà ngày xưa chị học mà với cái cô giáo dạy Anh văn của chị hồi năm lớp 9 á, là lúc đó là chị cũng mất gốc tiếng Anh lắm, nhưng mà sau một cái phương pháp rất là đơn giản của cô, nhưng mà chị đã cải thiện được cái khả năng tiếng Anh của mình rất là nhiều. Thì á, phương pháp của cô dạy như thế này: cái buổi đầu tiên học của cô chỉ dạy cho chị đúng về phiên âm quốc tế, và sau đó tất cả các quá trình còn lại là chị tự học, và tự học dưới cái sự hướng dẫn của cô, và có cái sự chung là có hai trong lớp thì có rất là nhiều sâm B và hu B cùng học với nhau, có nghĩa là một lớp đi nữa có nhiều khi lớp 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 6, lớp 7 là học chung với lớp 9, lớp 10, rồi từ lớp cấp 2 cũng học chung với cấp 3 được. Bởi vì sao? Vì trong trong cái lớp học đó là tất cả các level đều không có quan trọng, mà là mỗi người đều có cái giáo trình riêng, và cái giáo trình đó nó đi theo phương pháp như thế này. Phương pháp rất là đơn giản nhưng hiệu quả. Đầu tiên á, là chị có một cái quyển giáo trình nha, và cái quyển giáo trình đó chị á, nếu chị là người đầu tiên viết nó á, thì chị sẽ phải tự soạn cái giáo trình đó cho chị, là chị phải dịch ra. Ví dụ như là giáo trình lớp 9 đúng không, thì á, là có một cái câu tiếng Anh ở dưới, thì chị sẽ viết cái câu tiếng Việt ở đây do chính chị dịch ra. Chị dịch ra sau đó là ở dưới là câu tiếng Anh. Thì lúc á, mà chị soạn á, trong cái quá trình chị soạn thì chị phải chỉnh đốn câu từ, rồi mình phải hiểu á. Thì trong cái lúc đó là mình hiểu cái câu, sau đó mình dịch ra. Và cái buổi hôm sau á, sau khi mình dịch xong, thì cái buổi hôm sau mình sẽ đem cái phần này sang mình và một người, cái người sâm B sẽ cùng dò bài với nhau. Cái người sâm B đó sẽ dò bài cho mình, thì lúc đó sẽ che phần tiếng Anh và chỉ nhìn phần tiếng Việt thôi, và mình phải nói ra được bằng tiếng Anh, vừa nhìn tiếng Việt nhưng mà phải nói ra được bằng tiếng Anh. Và để làm được cái việc đó thì phải ở nhà, cái khâu ở nhà trước khi tới lớp á, là chị đã phải học thuộc và mình tự tự dò bài cho chính mình. Thì sau đó là cái buổi mà lên lớp á, thì á, là sâm B của mình chỉ việc dò bài cho mình thôi. Thì đây là một cái phương pháp mà chị thấy vô cùng đơn giản, nhưng mà nó đã giúp cho chị có một cái sự bứt phá rất là nhiều trong việc học tiếng Anh của mình. Và chị cảm thấy khi mà review lại cái quá trình học ngoại ngữ của mình á, thì nghĩ là tại sao mình không ứng dụng cái phương pháp này cho lớp của mình. Thì trong tuần á, sẽ có một chủ đề, sẽ có một cái video chị đã soạn sẵn rồi. Một cái video như vậy, những câu rất là đơn giản, và chị cũng đã dịch sẵn. Sau đó là mọi người học thuộc. Và cái buổi mà học nhóm á, cái buổi mà học nhóm hàng tuần này là cái buổi mọi người chúng ta sẽ cùng dò bài lẫn nhau. Nên á, là nếu mà chúng ta không học bài trước ở nhà thì coi như buổi đó chúng ta không tham gia lớp học. Cái buổi đó khi mà tới học là chúng ta đã phải học bài sẵn ở nhà rồi, xong rồi mới tham gia lớp học. Thì lúc tới lúc đó là chị sẽ tra cái phần tiếng Anh lại, và chị hỏi Phương Anh câu tiếng Việt, và Phương Anh phải trả lời cho chị câu tiếng 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 Anh đó. Thì mọi người cứ thực hiện cái phương pháp này thì sẽ thấy sự kỳ diệu của nó. Và tới lúc tới tự nhiên tới một lúc nào đó mọi người bật ra tiếng Anh khi nào mà, và cái khả năng nói của mình tự tin rất là nhiều nhờ cái phương pháp này. Ngày xưa là chị học phương pháp này rất là tốt luôn. Đó là phương pháp đầu tiên. Thì trong tuần chúng ta sẽ có một cái bài hội thoại
rồi chị sẽ cho từ vựng theo chủ đề đơn giản thôi cho mọi người học, rồi rồi xong đó là mình sẽ cũng, và cái phương pháp thứ hai mà chị nói hiệu quả nữa là phương pháp shadowing, thì mình vẫn duy trì cái phương pháp shadowing giống như lớp 2. Thì nhưng mà theo như bữa trước chị Trà My đề xuất á, thì mình sẽ shadow in cái video mà liên quan tới trẻ con. Thì hy vọng là cái nói chung là cái shadowing nó đơn giản á, thì lớp 1 của mình nó sẽ cảm thấy đơn giản và dễ dàng hơn. Thì mình sẽ vừa ứng dụng cả hai phương pháp nhé. Đầu tiên là phương pháp mà dò bài như thế này, tới lớp là mình sẽ dò bài với nhau. Phương pháp thứ hai á là phương pháp shadowing, thì chúng ta cứ shadowing hàng ngày đó, hàng ngày luôn. Thì sẽ duy trì luôn cả hai phương pháp đó, thì chắc chắn là trong một thời gian nữa thì cái khả năng ngôn ngữ của mình sẽ cải thiện rất là nhiều. Ok rồi, chỗ này là Phương Anh đã nắm chưa, nó nắm rõ là mình sẽ làm gì chưa? Rồi. Hello Hương, Hương mới vào, bữa trước Hương nghe rồi đúng không? Bây giờ chị chỉ đang phổ biến lại cho Phương Anh thôi.